Alo cho mọi người. Mọi người ơi, ai đi qua thì mời kẻ vô uh, xem ủng hộ mình với. Uh. Đất nước mới thực sự phát triển được hấm 7 năm kể từ khi năm, năm 95 năm là Mỹ cởi bỏ lệnh cấm vận thì đất nước mới thực sự là phát triển được 97 27 năm. <laughs> Đấy mà dư á túi về là túi về quê là túi nhìn không ra, không có người đưa đường là túi nhìn không ra tôi sẽ lạc đường đó là sự thật và thỉnh thoảng lướt facebook á, thấy những cái cảnh mà chưa đọc cái lời dẫn đấy thì cứ tưởng rằng là ở đâu là xe hay tưởng là ở singapore hay tưởng là ở là nó là ở hollywood đấy nhưng mà đến khi đọc cái lời dẫn rồi á thì những cái danh lam thắng cảnh đó là đang ngự ở việt nam hiện tại rất ngạc nhiên mọi người ạ thế chỉ mới hấm bảy năm á mà con cảm thấy là tôi cảm thấy là con hơn cả singapore con hơn cả là seoul mà con hơn cả là, là 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 new york là cái sự thiên đường thủ phủ của sự thiên đường đấy chứ đừng có nói là nghĩ rằng là đó là cảnh việt nam thật sự là tôi không ngờ thì tôi đã nói rằng là riêng nước Việt Nam đã Từ là thằng Tàu, rồi Pháp, rồi Nhật, rồi uh, rồi Mỹ. Đấy, thì thì trong là thành là riêng cái bọn đế quốc là năm chế độ rồi nha mọi người. Rồi đến khi là thằng Tàu trở lại nữa là thanh sáu là sáu cái chế độ cái trị Việt Nam. Trong cái đó cộng thêm chế độ của thằng Mỹ, thằng Diệm nữa là bảy chế độ mà trong trong cái chế độ của thằng Diệm á thì có khá là nhiều thời có nắm sáu thời tổng thống đấy tức là thì sáu cái chế độ của là đề quốc đó cộng thêm với nắm sáu cái chế độ là của bù nhìn của của ngụy quyền đó bởi vì thằng thì thằng gì ngô đinh diệm chết đi rồi thì nhiều đứa sau đó lên thay nha mọi người nhưng mà nhưng mà có chế độ nào vì dân vì nước Và gần dân và lo cho dân bằng cái chế độ Cộng sản hiện tại Mình nhắc thêm một đoạn ngắn ở đấy, Bởi vì sẽ có nhiều người không xem được cái lịp trước Là cái chế độ là độc đảng của Cộng sản đấy Nó là luôn là vì dân luôn lo vì dân luôn vì dân và luôn lo lắng cho dân và là thực sự là chế độ của dân chứ không phải như cái sự tư bản nha tao chấp mày trên cái xã trên cái mặt đất này có cái xã hội nào mà tốt hơn cái chế độ độc đảng của Việt Nam đấy thì mày cứ ghi vào đây tao đã nói cái lịch trước rồi là rằng là chấp cả cái thế giới bất kỳ một cái tổ chức nào trên cái xã hội này mà quá mặt được Đổi tốt hơn tốt với dân đấy quyền tự do rồi nhân quyền và là cái tự do cho dân cái nhân quyền cho dân và là lo cho dân cái chế độ vi dân mà bất kỳ có đứa nào tốt hơn cái chế độ độc đảng của việt nam mày cứ nói ra rồi tao đổi chất với mày đấy rồi tao đổi chất với mày nhá mà bất kể đứa nào thích là cứ vô đấy tránh biển với tao Nghe chưa? Có mời bất kỳ đứa nào có thể mời đại diện. Đấy, chưa có một cái chế độ nào mà gần dân và vì dân như cái chế độ độc đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy. Cách đấy những 10 năm mà những cái nhà mà chưa có cái nhà xây đấy. Nghèo mà chưa có nhà xây là chính quyền cho hẳn một gian nhà xây. Đấy rồi chú cấp tiền ăn hàng ngày Mà đến cái thời điểm này này Là dư 60 năm Thì chó dù cái nhà đó mà ở nhà tầng Con đàn cháu động giàu có sẽ con vô ra nượp nượp Đấy Nhưng mà kỳ cụ đó ra quá 65 tuổi là được xà nhà nước cho một cụ là 370.000 Có cái xã hội nào mà như thế cho nên chúng mày mà ai mà thấy á thì cái đường chúng mày muốn thấy cái chế độ này á thì chúng mày phải đưa nha chúng mày phải đưa hẳn ra cái chế độ đó để dân tao xem rằng cái chế độ đó có đủ tốt cho dân như cái chế độ của cộng sản hay không đó nha đấy mà phải tốt hơn bằng mấy lần thì chúng tao mới máy ra mới bỏ cái đảng cộng sản mà để theo chúng mày chứ đừng có nói gì một cái đám bà dỡ chúng mày đấy một cái đám là có mắt mà không có trong một cái đám mà có đầu mà chỉ để trang trí rồi tròn vành vành gần như cái bài phân trấu của mày á, thì làm gì mà nói mà lên đấy mà tuyến, tuyên truyền để mà lật cái chế độ cộng sản được của dân táo mày quên đi đồ mất dạy thì mình nghĩ rằng mình phấn vấn ở cái chỗ thế này tại sao mà cái khí mà phát thiền ra đỏ đấy mà mà có nghĩa là không đập luôn trong trứng ý mình nói là tại sao không đập luôn trong trứng khi trứng chết nở mà lại là để chó là trứng Để ra gà bay, gà con gà chá gà mẹ thành bầy đàn rồi đấy mọi người nào đó là cái ý mình nói nếu như một đứa nào mà mánh đồng sổ ra cái chuyện là treo lại dư luận mà theo cái, cái 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 cái, để mà hòng mà dừng dày cái chế độ bá que đấy và nếu như cái chế độ Việt Nam, luật pháp Việt Nam mà nó không quả nhân đạo và là nhân đạo mà đặt đúng chỗ đấy thì mình giảm chắc rằng là cái viện sử học trung ương đấy nó không giảm thấy nó không giảm tự túng tự tác rằng là một mình nó mà dám là 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 đổi cái bỏ cái chữ ngụy trong ba à, trong ba mươi và mười lăm nữa là bốn mươi tập sử của dân tộc đâu mà ấp mài mà không nở thì cái trừng ta chắc chắn là sẽ ung đấy mọi người nè chứ đừng có để chúng chết trứng nở cũng có thể rằng là tuyệt có tôi nói như thế này thì có người sẽ nghĩ rằng là biết đâu nhà nước sẽ là để là à, chính phủ sẽ là để làm giống như kiểu là cho chúng là lô ra cả bay rồi hột một bay luôn đấy thế cũng như nhau mà nhọc hơn đấy thế cũng như nhau nhưng mà nhưng mà nhọc hơn đúng ạ. À? muốn hốt được cả bay thì người phía đối diện là cơ quan thi hành là công vụ là phải có nhiều người phải tốn nhiều lực lượng hơn mà khi đó hốt cũng không hết nè mà cái chân rét rồi nó đẻ trứng đây nó đứt rề nó đứt nọc nó rải rác khắp nơi rồi cho nên đây là không biết là cái thuyết âm mưu của 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 cái chính quyền hay là cái ý gì thì tôi không biết nhưng mà người dân rất cần là chúng xử lý cho nhanh đấy đứa nào mà thò tay ra đứa nào thò mồm ra ngon quê đấy là bắt là xử luôn giống như cái thằng mà ở dưới cái quán uh, trà sữa chứ chị mà dán uh, cơ bá que ra ngoài cửa đấy báo cơ bác que đấy báo cái hình ảnh cơ bác que là bắt nó gỡ luôn Rồi, mình nói ngắn thế này mẹ con con nấm đã cố bất chấp để chửi nhà nước bằng mọi cách để kiếm được cái vẽ đứa cả lo nhà nó sang mỹ nhưng mà dư khi ra tù thì nó béo trắng hồng hào mà trẻ trung mà đẹp. Có nghĩa là con đẹp theo nó. Còn cái khi mà sang bên Mỹ dư rồi mà vừa rồi mà nó làm cái lịch mà nói về ba drama của ba Phương Hằng á. Trời ơi mình nhìn không ra nữa. Mà cứ tưởng là bà ngoài nhà nó. Đấy. Cứ tưởng là bà ngoài nhà nó. Vì nó vừa ra mà vừa gây con mà xấu xí tóc thì bạc trắng luôn mặc dù đã mách cúp rồi nhưng mà tóc thì bằng bạc trắng luôn không thèm nhuộm không thèm nhùm á, ở đấy á thứ nhất là riêng đối với những cái bọn này mà cái khí mà đã lên trước cái camera mà để nói về để chế bái về việt nam mà 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 mà, mà, mà mì dẫn là dùng những cái hình ảnh thật đẹp sáng giàu để mà mì dẫn răng lừa dẫn trong nước răng là À, sự thiên đường sung sướng á thì nói thật là cái nhuộm tóc chả là cái gì cả nhưng mà chắc đến cái thời điểm này không có tiền nữa đấy chắc là đến cái thời điểm này không có tiền nữa mà cái gỗ thuốc gói thuốc nhồm tóc đấy bởi vì cái dân số mỹ là hơn 41% dân số là vô gia cư nha mọi người mọi người không tin mình á thì cứ sang google gõ tiếng người tìm việt bằng người việt thôi là tìm người vô gia cư ở mỹ là biết ô trời ơi ra khỏi sân bay là hai bên đường rồi trong công viên dưới gầm cầu hằng hà xá sổ là lều trọng là người vô gia cư không có nhà ở đấy họ rất khổ đấy thì dư là nấm nấm là tặng mắt rồi thì nằm biết rồi thì đừng có cảnh xé nhà nước nữa mà 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 gieo nghiệp đó là, mà sáng cái xứ mỹ á thì ông bớ ông lón cả có mà nhặt đâu mọi người ạ à. bởi vì cách đây sau bảy năm mà dân số mỹ đã là hơn 41% phần trăm dân số vô giá cứ rồi thì ai cũng đòi kèm cả thì ông lón lấy đâu ra mà nhặt cho lắm lấy đấu vỏ trái ra mà nhặt cho lắm đấy tránh nhau đấy Bùi Thanh kỳ sứ Bùi Thanh là nhảy ra mà dư con ở Việt Nam hay là kỷ, hay là luật sư uh, uh, cây Hà Huy Vũ đấy. Nếu như mà dư con ở Việt Nam thì là um, vừa có nhà cửa vò vừa có hồ mạc đường hoang này rồi xe uh, là có như là lên xe xuống xe một bước là lên xe xuống xe chứ đâu phải là chúi lùi gầm câu như chó hoang bây giờ nè Đấy, cho nên đó là một bài học cãy đắng Đó, và tao thách Cái con à, nếu như mà mày cảm thấy thua hơn thua với tao Mày muốn, mày nói rằng là tao nói sai Thì mày cứ mà cảm thấy mày mà không đấu được Thì vô đấu trực tiếp với tao Tao sẵn sàng mời mày Hoặc mày mời tao, ok Đấy, và hoặc có thể mày mời những cái người mà sưng sỏ nhất Trong cái giới của mày đấy mời đại diện cho mày đấy vô đây đổi chất với tao rằng xứ tứ bản có gì hay hơn có cái gì hay hơn là xứ độc đảng hiện tại mà cứ nói rằng là nhân quyền vậy là à, tự do rồi nọ rồi lò rồi trái tao nói với chúng mày rằng chả có trên cái thế giới này chả có cái nước nào mà dân quyền cao quá cao vượt ngưỡng và thừa thải như là cái nhân quyền ở ừ, Việt Nam. Tao nói với chúng mày rồi nè. Và kể cả cái bài học thiết thực nhất đó, là bài cứ mở mặt ra mà cho rồng mà xem bên cái sự sở là 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 Bạch Dương đấy, tức là nước Nga đấy. Đấy, thằng gót ba chó, thằng gót ba chó, chúng mày gọt ba chó. Thằng gót ba chó đã leo lại đấy đã leo lại đứa cái 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 cái, cái dân tộc ngã là sang một cái hướng khác hướng rẻ có nghĩa là lật cái chế độ là đảng cộng sản đấy lật cái chế độ đảng cộng sản để thiết lập một cái chế độ ca vé của nó đấy là thằng gọt bắt chọp đấy và từ lâu trừ là đấy là với cái sự rất là khốn khéo mà rất là tài tình của putin đấy thì mới nước nga mới được khá yên ổn như hiện tại chứ chúng mày đừng có tưởng rằng là cha có cái chế độ nào mà gần dân và vì dân mà suốt đời vì dân như cái chế độ đảng cộng sản hết đấy những cái nước mà như là nhật này hàn này rồi uh, mỹ chỉ, chỉ, uh, nói Sơn lan này nhiều lắm philippines này kazakhstan này những cái nước đông âu này ngày xưa cũng đều là cộng sản hết và chính như á, họ đáng rất là hồi hận Họ đang rất là hồi hận Muốn trở lại là Là làm là Có những cái bài báo á, Họ nói rằng là Cái gì chị Cái gì mà tha làm mà chị ơi Tha làm một con dân mà Tha con ta làm hơn mà là Có cái câu nói chí mà của cô nhân mà hãy làm đây Mình không nhớ nữa không Mà giống như kiểu là một cái câu nói của cái bậc vua chúa nào của nhà của, của 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 Việt Nam mình đấy tha là làm một thương dân à tha là làm một thứ dân đấy à, chỉ, chỉ tha là làm một thứ dân mà còn hơn là làm vua cho giặc đúng là không biết của cái vua đời thứ mấy của nước Việt Nam ta đấy và người tối người kể cả cái 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 nước nói sân lan cái thủ phủ thủ tướng của họ cũng dư đã ngồi nhận ra như thế nhiều nước dư đã ngộ nhận ra như thế, chứ hầu cho mì là một sai lầm. Từ đi từ đứng bằng đối chân của mình, từ nói và suy nghĩ và hành động theo cái lý trí của cái đầu óc mình mạch bảo chả phải là súng sướng hơn. Cái, cái kẻ mà phải là cúi chân xuống mà đi bốn bốn chánh như cái thằng Hàn à. Đấy, cái thân phần của cái khí mà G7 đến Việt Nam để họp G7 đấy đấy dư thăng nhật thăng han nó muốn làm gì thì cũng phải là dưới tướng của thăng mỹ đấy thằng mỹ đã tụng tóc nó như thế này rồi đấy thằng mỹ bảo thăng nhất thằng han đi đâu thì chúng mày phải đi đó chứ đừng còn chúng mày đừng có mở mồm rằng là việt nam là thua nhật thua hàn là thua cả campuchia đó là chúng mày là cái từ từ chúng mày từ làm nhục chúng mày thì chúng mày nói thế thôi cho dân tộc việt nam mới là cái dân tộc anh hùng nhất đấy dám đứng đầu với thằng mỹ một dân tộc nhỏ bé nghèo hàn nhất mà dám đứng đầu với thằng mỹ trong khi giống như kiểu là ầm um, kim jong un đấy đấy thì là đường đường chính chính hay đi sang việt nam là g 7 là coi như là thằng mỹ đấy trống đấy tổng thống trống cùng một máy bay nhá yeah. Tao nói để đập đầu ra mới hiểu cái kiếp làm chó của chúng mày này. Kim Jong Un dù đang trẻ như thế nhưng mà vẫn đương đương là chủ của một quốc gia, vẫn là quyền của một quốc gia, vẫn là quyền của là dù là máy bay hay là ô tô là một mình là đến thương lượng tay bó. Một mình thương lượng tay bó với tổng thống Trung để nói về cái số phần của là là là, là, là triệu tiền tức là cái sự sợ kim chi mà chúng mày đang cả người đấy nha đấy chúng mày đang cả người cái sự sợ kim chi đấy thì trong khi <cười> trong, <cười> trong khi á uh, kim jong un trong trong khi kim jong un là tay bò so găng Đấy, so gắn về Tổng thống Trung, về cái số phần của là Nam Triều Tiên, tức là hòa nhập, đấy, hay là chiến tranh. Đấy, bởi vì dư một bên này là Nam Triều Tiên, một bên này là Bắc Triều Tiên, đang sẵn sàng giữ quy trò cho nhau. Đấy, thì có nghĩa, trong cái khí đó, Kim Jong ngôn trẻ người non già hơn, nhưng mà dám so găng với Tổng thống Trung đấy con cái thằng mà đại diện cho cái nam hàn mà chúng mày đang là đang là cái thứ lái căng của chúng mày là đang học theo để làm chó đấy thì lúc này á chúng cái thằng tổng thống hàn thì cái tuổi á ra bằng đôi là kim jong un tóc và muối nhiều hơn tiêu nhưng mà lại chấp nhận là bo bồn làm con chó chuối bo bồn chấn chuối dưới dương á ngọt cái cổ ra ngọng về việt nam coi thử là trúng và và trúng và 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 kiếm ra Un à, đang là, là <laughs> đang là so găng đến cái mức độ nào ui giời ơi mà trong cái đỏ đó, đó việt nam đấy là hàng ngàn năm đô hồ của giặc tàu này Việt Nam là cái nơi mà nghèo hèn nhất thế giới. Vừa chịu hàng ngàn năm đỗ hồ của giặc tàu này. Rồi sáng thăng Nhật đỗ hồ tiếp 120 năm này. Đấy, sáng tháng Pháp đỗ hồ Việt Nam tiếp 99 năm này. Sáng thăng Mỹ đỗ hồ Việt Nam tiếp 20 năm, 21 năm này. Rồi thăng tàu lại trở lại là đòi nô lệ Việt Nam tiếp 10 năm nữa. Đây <laughs> Nhưng mà chúng mày không nghĩ rằng Tại sao mà Việt Nam lại từ một nước nhỏ lạc hậu nghèo nan như thế Mà sau mấy năm thôi Sau 27 năm nha Sau 27 năm mà đã đủ lớn nha Đã đủ lớn đủ mạnh Để cầm trịch cho một cái cuộc thương lượng là lóng trời lở đất như thế giữa thằng Mỹ và thằng Kim Jong Un. Sao chúng mày ngu mà không biết nghỉ Kể cả như cái con gọi là nhà béo, nhà bảo hàn nĩ Tao gọi mày là cái con bảo hài thì đúng hơn Đấy, mày nhà bảo mà mày quá ngu Mày nói rằng Việt Nam là vô phúc quá vô phúc mày Việt thân tập tụt rằng là Quả vô phúc cho đất nước Việt Nam đến dư rồi Mà con ốc vịt vẫn chưa là là, là 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 sản xuất nổi thì thật sự là mày quá ngu đấy mà đảng ngu thì khuyến mày bớt nổi đi chỉ mới được thoát cái ách nô lệ của các đế quốc 27 năm mà Việt Nam đã đủ mạnh đủ lớn là gọi là điểm tròn của những cái tên sưng sò trung thế giới đó là thằng Mỹ để làm cái cuộc thương lượng mà chúng mày không cảm thấy là tự hào à sao mà chúng mày ngu như thế bữa nay tao đã chấp nhận lên đấy rồi á thì đứa nào mà nói rằng là cuốn hồ chiếu Việt Nam chỉ đi được năm nước không có giá trị á rồi nhà chế Việt Nam không sản xuất được con ốc vịt á ốc vịt á thì tập tao đập bay đến tới tả luôn đấy đó chỉ là những đường ngu mới không nhìn thấy được cái niềm tự hào của dân tộc cái sức mạnh và cái sự khôn ngoan của dân tộc của những cái bạc tử trù trên triều đình đấy cho nên chúng mày có mắt mà như mù tao phải nói cho chúng mày biết rồi nè nếu như con hen ní mà cảm thấy rằng việt nam quá nghèo khổ thì thật sự mà nói á là tao rất mừng nếu như mà nữa là mày cứ đi đi mày cứ vượt biến sang hàn đấy Đấy, mà có khi nhà nước con cấp phép cho mày đi, cấp dạy cho mày đi nữa. Mày đi ra khỏi đất Việt Nam là khi nào mày đi á, mày cứ nói là tao tiền mày. Cố gắng tao về tao tiền trấn mày, thật sự đấy. Chỉ có những cái bọn ngu. Mới đưa cái sự um, tư bản ra để mà mì dân. Chứ cái sự tư bản không có chí là hay hỏi hết. Quá là tề bạc với 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 dân. Quá là tề bạc với dân và cái khoảng cách rửa rau nghèo đấy. Là một trời một vực nhá. Mình cũng xin cảm ơn mọi người đã là um, uh, vào xem uh, đồng viên rồi thấy có lý thì chết hết cho mình với nhá, mình có điện thoại rồi mình xin kết lúc clip tại đấy nha mọi người.